Hello, xin tâm mến chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với máy xúc nhỏ gọt vỏ trái đất. Hôm nay mình lại tiếp tục làm cái cụm đất mà mình ở dưới cái chỗ cạnh cái nhà đây mọi người ạ. Thế hôm nay cái máy của mình thì đi xúc xe, còn cái máy Comat kia thì nó đang đi san lốt ở ngoài xa kia mọi người ạ. Cái cụm đất mà mình hay quay nó ở trên này, còn bây giờ là mình đang xuống dưới này để mình hạ. Do là cái lượng đất của mình bây giờ là nó ta có rất là nhiều mà người ta muốn đổ rất là nhiều, cho nên là mình xuống dưới này mình xúc ở dưới này. Thì đến ngày mai thì là hai máy lại về đây lại xúc xe. Thì bây giờ thời tiết thì nó đã khá là dễ chịu rồi, nó không còn nóng bức nữa. Thì mình làm cái video này quay để anh em cùng tâm sự. Mình muốn hỏi mọi người một chút, đó là khi mà mình có hai góc quay, đó là một cái góc quay mà ở trên đầu như thế này, với lại hôm nọ mình có quay một cái góc nó ở bên dưới ngực thì nó thấp hơn, thì cái góc quay đấy thì nó sẽ nhìn thấy hết cái chỗ ở đằng dưới này. Nhưng mà không biết là anh em thích xem bằng cái góc nào, thì nếu mà cái góc này cảm thấy ok thì anh em hãy bình luận ở bên dưới video nhé. Nếu như để ngày mai ở video sau thì mình sẽ đăng vào cái góc quay kia, thì mình lại hỏi tiếp. Thì mình muốn hỏi qua ý kiến của mọi người một chút về cái góc quay này, xem mà mọi người thích xem nó như thế nào. Nếu mà anh em thích xem ở góc này mà muốn nhìn thấy tay trang một chút, mà muốn nhìn thấy cái cầu nhiều hơn ấy, thì cái góc này nó sẽ nhìn thấy nhiều hơn, còn cái góc kia thì nó sẽ nhìn thấy tay trang nhiều hơn. Mà thực ra nó thấy hết cả cái đàn trên này, nhưng mà mỗi cái là nó hơi mắc ở cái chỗ chân di chuyển này thôi. Thì không biết là anh em thích xem cái góc quay nào, thì mình sẽ mai kia mình sẽ cập nhật thêm những cái video và mình sẽ quay nhiều góc khác nhau. Đó. Mình sẽ quay cả ở ngực, quay cả trên đầu. Nếu mà anh em thấy cái góc nào mà ok ấy, thì anh em hãy bình luận ở dưới video để mình có biết nhé. Cái xe này hôm nay thì một mình máy mình thì xúc với lại ba xe, xúc cho ba xe ô tô. Một xe nữa nó đi rồi, còn một xe thì đang vừa mới về đang chờ đây. Cái đất hôm nay thì rất là đất mềm không? Còn cái tầng ở tầng dưới cùng kia nó mới là cái đất cứng. Mình xịt còi đi nhá. Mình tên chủ mình vừa ấy, mình vừa sửa ta lưu luôn. Do cái này là mình đứng ở chỗ này là nó hơi bị gần. Mình cũng có thể mình xuống dưới đất mình sửa sau cũng được, nhưng mà mình đứng mà như này để mình quét cái trên kia. Cái này thì gọi là mình nhảy qua ấy tạm thôi. Tạm ở đây thôi. Lát nữa mình xúc sạch gọn như này đi, bắt đầu mình mới vào mình sửa lại cái ta ly ở bên trong này. Chỗ này thì nó mắc cái gốc keo này mọi người. Có cái gốc keo ở trên kia. Đấy. Như vậy là mình sẽ xả được cái chỗ này đi. Để mang cái dễ này. Để bỏ cái dễ đi. Múc cái chỗ này vào cho nó ấy nè. Cơ bản như thế để cho nó tương đối, để lúc mình đứng ở dưới mình sửa nó cũng được mà. Không cần thiết là nó cũng phải là trên này. Cái này thì mình sẽ một cái đất rồi vào. Cái đất ở trên kia nó lại đi vào cơ, nên nó không phải là đi thẳng. Nó ăn chéo ở trong đây kìa. Bác lái xe này, bác ấy cứ đỗ vào cái chỗ mà không có đất. Đấy.
mình cứ book gọi là tương đối để lúc mình sửa sau thôi. Chỉnh lại cái cần kỹ thuật. Chúng nó lồi lồi kia thì lúc mình nhảy xuống dưới mình sửa sau nha mọi người. Để xuống dưới mình sửa sau. Trong này cũng vậy, ra mình đứng sát vào mình cào ấy trên ngọn kia xong bắt đầu mình mới sửa. Đấy, cái này được. Nó đầy rồi nhá. Đây mình sẽ dọn chỗ này đi để mình tiến sát vào đây này. Cũng dọn đi để mình tiến sát vào đây, mình múc sâu vào trong. Cái răng của mình dài nên là cẩn thận là không là nó gặp mặt xích. Vào mép thì là nó cong mất lá xích mất. Và nó còn ra. Cái này thêm đất vào. Đấy, đây là nó thành vệ nhá. Nó đi vào. Không còn đây. Chú ơi là chú. Đâu, cái gì chui cho bên đấy. Cửa này thì nó mình có đất để mình múc vào chứ hai bên này thì cái bên này mình sửa cái ly nó vào đây nó hẹp nhưng mình không có đất. Chứ không bình thường nó vào sát sát chút ta ly luôn. Còn đây thì nó cho xe ô tô lùi vào đây là ok. Sát vào đấy đi. Thì nó mình chỉ cần quét phát vào là được. Cái mà gầu nữa là xe cho xe nó đi rồi. Sắp lên như này là mình tít còi. Tít còi thì xe người ta sẽ biết người ta sẽ đi. Ok. Tranh thủ dọn cái này thì mình sẽ xúc luôn lên xe nhé. Xúc luôn lên xe cho nó gọn.
đã cho xe nó lùi sát vào đây rồi, mình múc ở chỗ này vứt vào là vừa. Giờ mình nhắm múc vào cái hố này. Đây là đất tơi rồi. Cào đất ở trên này xuống. Là nó mắc thì anh em cũng nhìn rõ. Mọi đỗ xe lung tung cho cái gốc này. Giữa đi xong là mình sẽ múc ở cái bên này nó giải phóng được cái mặt bằng đi, nó sẽ nhanh nó nhàn hơn. Rồi, mình sẽ xung vào cái xe này thì mình sẽ kết thúc cái video này đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Video của mình thì trên cái máy xúc, cho nên là anh em nếu như anh em nào mà đem máy xúc nhiều hay là có thấy hay, mọi người hãy cho mình một like nhá, và hãy nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá, và nhớ vào những biểu tượng quả chuông để khi mà em đăng video thì mọi người sẽ biết được là mọi người sẽ nhận được cái thông báo, nó sẽ thông báo về cho mọi người. Thôi em xin phép kết thúc cái video ở đây, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video tiếp theo. Mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại.